Chúng tôi là Đinh Sinh Long, xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Nói chuyện với Ngô Nhân Dũng, nhà bình luận trên Nhật báo Người Việt. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Nói chuyện với Ngô Nhân Dũng trên Người Việt TV đến nay là tròn 2 năm. Qua diễn đàn này, chúng tôi đã có nhiều dịp trình bày một số nhận định về các vấn đề thời sự, đặc biệt là về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi xin dành riêng buổi nói chuyện này để phỏng vấn về cuốn sách Đứng Vững Ngàn Năm của chính nhà bình luận Ngô Nhân Dũng. Cuốn sách này vừa được xuất bản và ra mắt tại quận Cam, California. Đây là một công trình biên khảo rất công phu về nhiều mặt lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, dân tộc học, v.v. để nhằm trả lời cho câu hỏi nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc. Để đi sâu vào chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với tác giả Ngô Nhân Dũng sau đây. Dạ thưa ông, trước hết là chúng tôi xin có lời chào mừng tác phẩm Đứng Vững Ngàn Năm. Đây thì quả là một cái đóng góp rất lớn, vô cùng quý giá trong cái lĩnh vực nghiên cứu và biên khảo. Thì phải nói ngay là các nhà phê bình có uy tín như là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, rồi tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc và nhiều vị khác đã có bài bình luận đánh giá rất cao cái tác phẩm này. Thì trong dịp nói chuyện ngày hôm nay thì xin được nêu lên vài câu hỏi về cái tác phẩm này của ông. Thưa ông, thì là nhìn lại cái lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc của nước Việt Nam, trong khi có nhiều dân tộc bị Hán hóa thì riêng dân tộc Việt Nam lại không bị mất gốc, mà nước Việt Nam thì vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Thì có người gọi cái sự kiện này là một bí nhiệm, là một phép lạ lịch sử. Thì thưa theo ông giải thích thế nào về cái phép lạ Việt Nam này? Dạ thưa, giải thích cái phép lạ là một cái chuyện khó. Đã gọi là phép lạ thì chắc là thường không giải thích được. Nhưng mình phải công nhận là cái chuyện mà nước Việt Nam mình tồn tại sau khi bị người Hán đô hộ 1.000 năm làm cái điều ít có thể tưởng tượng là xảy ra được. Cho nên là nếu có ai dùng chữ phép lạ thì cũng có lý. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn cái lịch sử, sự bành trướng của Hán tộc thì chúng ta lại càng thấy là cái chuyện người Việt Nam vẫn còn một dân tộc, vẫn còn một quốc gia là điều lạ lùng. Là bởi vì Hán tộc nó họ ở phía Bắc, sông Hoàng Hà. Và cái người Hán là khác hẳn với lại những cái người gọi bây giờ gọi là người Trung Hoa mà ở miền Nam. Có thể nói rằng cái người Trung Hoa ở miền Nam đó, thì gần với người Việt Nam về phương diện chủng tộc, ngôn ngữ là họ có liên hệ đến không những người Việt Nam mà cả những cái giống dân ở miền Đông Nam Á. Họ có liên hệ nhiều hơn là có liên hệ với cái người Hán ở phương Bắc. Thế thì từ thế kỷ thứ hai, là 200 năm trước Tây Lịch, trước Thiên Chúa Giáng Sinh, thì người Hán bắt đầu bành trướng từ phương Bắc xuống phương Nam. Thì trong cái cuộc bành trướng của họ thì họ có đến nước mình, họ cai trị nước mình. Thì cùng thời gian đó họ cai trị những người Trung Hoa khác ở miền Nam. Thế rồi sau 1.000 năm đó, thì những người Trung Hoa khác ở miền Nam gần như là đã biến thành người Hán. Và sau 2.000 năm, tức là đến bây giờ, thì họ coi họ chính là người Hán. Tại sao vậy? Tại bởi vì họ bị đồng hóa. Trong khi đó thì mình, người Việt Nam đó, sau 1.000 năm Bắc thuộc, mình vẫn không chịu để cho đồng hóa, và mình lại còn giành lấy quyền tự chủ và được độc lập, và cái nền độc lập giữ suốt 10 thế kỷ sau đó. Thành ra cái đấy là một cái điều mà gọi là phép lạ hay bí nhiệm cũng đúng. Nhưng mà giải thích cái phép lạ đó thì chúng ta không thể chỉ tìm một cái nguyên nhân nào, mà chúng ta phải đi đào xới rất nhiều khía cạnh. Và cuối cùng đó, thì cái câu trả lời của chúng ta là có rất nhiều lý do để giúp cho dân tộc Việt Nam vẫn còn tồn tại.
trong đó có cái sức mạnh của người Việt Nam, mà trong đó cũng có cả những cái cơ duyên may mắn về lịch sử, về địa dư giúp cho dân tộc mình tồn tại. Vâng, thưa ông, thế thì vào cái chi tiết cuốn sách này của ông với một cái khảo hướng so sánh về nhiều mặt văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, dân tộc học, thì ông đã đưa ra được cái câu trả lời bằng nhiều cái yếu tố để chắc nghĩa rằng là tại sao mà nước Việt vẫn còn sau 1.000 năm Bắc thuộc. Thế thì thưa ông, cái cuốn sách này ấy, thì gồm có 32 chương và đến gần 500 trang. Ông mở đầu sách này với chương thứ nhất, đứng vững không khuỵu chân, và kết thúc với chương 32, vang vang trời vào xuân. Thì hai cái đầu đề của hai cái chương này ấy, đều lấy từ thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Và ông này ông ấy làm bài thơ này trong khi ông ấy ở tù Cộng sản. Rồi lại đoạn kết của cuốn sách này, ông lại trích cái thơ của thi sĩ Tô Thủy Yên làm khi mà ông ấy ra khỏi tù Cộng sản. Cái câu thơ thế này: tiếng biển lời rừng nao nức dục, ta về cho kịp độ xuân sang. Thì trong cái giới văn chương thì chúng tôi đều biết ông là một thi sĩ đã có danh tiếng, thi sĩ Đỗ Quý Toàn. Vậy thì phải chăng là khi viết cái cuốn biên khảo này đó, ông rung động chuyện đất nước với tâm hồn của một nhà thơ chăng? Dạ, rất có thể, bởi vì mình có cái bản chất con người mình thế nào đó thì mình không ra khỏi nó được. Thứ nhất là tôi không có ý định viết về những câu thơ của Thanh Tâm Tuyền hay Tô Thủy Yên lúc mà tôi viết cuốn sách này. Nó là một sự tình cờ. Là trong lúc mà viết cuốn sách này đã gần xong, thì tôi một hôm đọc lại cái câu thơ Thanh Tâm Tuyền. Mà những câu thơ này tôi thuộc lòng từ mấy chục năm nay. Từ lúc nhận được cái bài thơ truyền ở trong nhà tù ra, rồi đi sang cho các bạn, anh Mai Thảo ấy nhận được, anh ấy gửi cho tôi coi. Thì cứ hôm đó tôi ngồi nhẩm lại những câu thơ mình đã thuộc lòng, là đứng vững không khuỵu chân trên mảnh đất nghèo khổ. Thì tự dưng tôi xúc động, là bởi vì tôi đang viết về cái thời kỳ Bắc thuộc, mà tôi thấy cái ông Thanh Tâm Tuyền ông ấy viết về cảnh của ông ấy, đứng vững không khuỵu chân trên mảnh đất nghèo khổ. Tôi bảo cái câu này nó là cảnh của dân mình, dân tộc mình 1.000 năm đứng ở trên cái mảnh đất nghèo khổ nhưng mà nhất định không khuỵu chân. Nghĩ như vậy thì tôi hết sức là cảm động, và tôi nghĩ rằng mình phải lấy cái tựa đứng vững không khuỵu chân để mà đặt ngay từ cái chương đầu. Và cũng vì vậy cho nên cuốn sách mới có tên là Đứng Vững Ngàn Năm. Thành ra cái câu thơ Thanh Tâm Tuyền trong cái đoạn đó, anh ấy kết thúc bằng cái câu là vang vang trời vào xuân. Thì đến lúc mà viết xong đến cái chương chót thì tôi vẫn ngồi nhẩm lại mấy câu Thanh Tâm Tuyền, tôi thấy cái chữ vang vang trời vào xuân nó đúng là cái cảnh năm 939 quân Ngô Quyền thắng quân Nam Hán và ông mới tuyên bố có một nước Việt Nam. Thì cái lúc đó đúng gọi là vang vang trời vào xuân. Rồi cái lúc hào hứng viết cái chương chót về cái lịch sử nước ta mà bắt đầu phục hưng, bắt đầu dựng lên một cái quốc gia mới, thì tôi có nghĩ đến cái chuyện tương lai của mình, tương lai của nước mình. Thì cái lúc đó tôi lại nhớ đến cái bài thơ thành của Tô Thủy Yên và hai cái câu mà tôi cũng thuộc lòng: tiếng biển lời rừng nao nức dục, ta về cho kịp độ xuân sang. Thành ra tôi đã dùng hai câu thơ đó để mà kết thúc cái cuốn sách. Thì như thế là chứng tỏ qua những câu thơ này cũng như qua cái tấm lòng của ông là chúng ta luôn luôn lạc quan dù là trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì cũng như là một thi sĩ nào nổi tiếng quốc tế đó đã từng nói rằng là lịch sử viết bằng những câu thơ tâm hồn thi sĩ, là cái hồn dân tộc. Dạ thưa ông Iqbal, Muhammad Iqbal, ông ấy là một thi sĩ người Pakistan.
Ông ấy được người Pakistan hiện nay coi như là một cái người gọi là cha đẻ ra cái phong trào lập quốc. Thì trước kia không có cái nước Pakistan. Người ta bắt đầu có cái ý định là phải tụ họp tất cả những người theo Hồi giáo trong bán đảo Ấn Độ thành một quốc gia, coi họ là một dân tộc. Thì ông Iqbal là một trong những người tiên phong trong cái việc đó. Và ông ấy viết cái câu là các dân tộc ra đời từ trái tim của thi sĩ. Thành ra có lẽ lúc mà trích thơ của Thanh Tâm Tuyền cũng như Tô Thủy Yên là tôi cũng chứa ở trong đầu mình cái ý tưởng đó. Và tôi nghĩ rằng vào cái thời Hai Bà Trưng chẳng hạn, theo như là cái thần phả, những cái đền thờ Hai Bà và các nữ tướng Hai Bà cho biết đó, thì cái câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, là xuất hiện từ thời Hai Bà Trưng. Nếu vậy thì các thi sĩ thời Hai Bà Trưng là những người đã gợi lên cái ý người trong một nước phải thương nhau cùng. Đúng là cái dân tộc mình cũng được sinh ra từ trái tim của thi sĩ. Vâng, xin cảm ơn ông. Và bây giờ là cái câu hỏi cuối cùng là thưa ông, là ngoài những độc giả mà thuộc cái thế hệ của chúng ta đó, là những người thường đọc và thường nghe những cái bài bình luận của ông, thì ông có cái ý gửi gắm điều gì cho thế hệ trẻ, nhất là những người trẻ ở trong nước qua cái tác phẩm Đứng Vững Ngàn Năm này không? Dạ thưa, tất nhiên là chúng ta nói đến nước Việt Nam, chúng ta nói là mình đang lo lắng suy tư về nước Việt Nam thì tức là chúng ta đang suy tư về những người trẻ tuổi, bởi vì họ sẽ là cái nước Việt Nam sau này. Thành ra cái lúc mình viết những cái cuốn sách để cho độc giả thì dù rằng mình nhắm vào đâu chăng nữa thì cuối cùng là cái mối ưu tư của tác giả bao giờ cũng là liệu các bạn trẻ ở Việt Nam có thể rút ra được một cái ý nghĩa nào trong những cái bài mình viết hay không. Và có lẽ điều mà chúng tôi nghĩ rằng bạn trẻ có thể tìm thấy trong cuốn sách này là cái gọi là cái tinh thần lạc quan về đất nước của mình. Mình không có lo mất nước là bởi vì trong 1.000 năm Bắc thuộc khó khăn như vậy mình đã không mất thì không có lo gì phải mất cả. Tất nhiên mình sẽ phải giữ nước một cách khó khăn vất vả nếu mà mình sai lầm, mình để cho nước mình bị suy kém và người ta đàn áp, nhưng mà những cái sai lầm đó có thể sửa chữa được, và cái thế hệ thanh niên sắp tới sẽ là cái thế hệ sửa lại những cái sai lầm của ông cha để mà cái nước mình lại độc lập và tự do trở lại. Và cái đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng các bạn trẻ khi nhìn lại cái lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc thì họ cảm thấy được khích lệ, được phấn khởi hơn để mà tiến lên cái con đường bảo vệ đất nước. Nhưng mà một trong những cái điều mà chúng tôi nêu trong phần kết luận là cái sự phục hưng đất nước á, nó không phải chỉ là cái vấn đề phục hưng về kinh tế, dù rằng bây giờ kinh tế là cái mối lo lớn nhất, mà cái bước quan trọng nhất vẫn là phục hưng cái tinh thần, phục hưng cái văn hóa. Thành ra tôi nhắc đến cái lời dạy của cụ Phan Châu Trinh hơn 100 năm trước. Cụ đã nói là phải trấn dân trí, khai dân khí, rồi sau đó mới vụ dân sinh, tức là phải lo văn hóa trước, tinh thần đạo lý, tinh thần dân tộc và lòng tin tưởng ở dân tộc. Cái đó mạnh lên rồi thì lúc đó mình có thể phát triển kinh tế, cái chuyện đó đến sau dễ dàng hơn. Xin cảm ơn nhà bình luận Ngô Nhân Dũng. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị vừa theo dõi buổi phỏng vấn về tác phẩm Đứng Vững Ngàn Năm của Ngô Nhân Dũng. Để kết thúc, chúng tôi xin nhắc lại lời nhận định của một nhà phê bình văn học, tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc về tác phẩm này như sau. Đứng Vững Ngàn Năm là cuốn sách hay và rất cần thiết. Nó vừa có ý nghĩa học thuật, vừa có ý nghĩa chính trị. Nó trả lời được những câu hỏi
không những của giới nghiên cứu về lịch sử và văn hóa, mà còn của mọi người Việt Nam bình thường trước tình hình chính trị, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay. Chúng tôi là Đinh Sinh Long. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.